cái nghề nào á, nó cũng vậy, nó cái đầu tiên là cần cái đạo đức, cần cù và khiêm tốn, phải luôn luôn học hỏi, trau dồi tay nghề, phải kiên nhẫn và tập trung. Hơi quậy một chút, hơi phá cách một chút. Một người ba bờ giỏi á, theo mình cái đầu tiên và cái quan trọng nhất đó là cái tâm làm nghề. Ở đây nè, nó phải xuất phát từ đây nè, là mình phải tôn trọng tất cả khách hàng của mình. Cho dù người đó có giàu cách mấy, cho dù người đó có nghèo cách mấy, cho dù người đó chỉ là một người bán vé số, bán hàng rong bình thường thôi, nhưng mà mình phải cắt thật sự đẹp, cắt theo đúng ý người ta, cắt theo bằng cái tâm của mình luôn. Mình phải cắt làm sao người khách đó đứng lên nở một nụ cười, cái đó nó còn gấp biết bao nhiêu lần cái số tiền mà người ta trả cho bạn.